Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi: Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiếp Di. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác. Lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn. Lại có địa ngục tên là Thông Thương. Lại có địa ngục tên là Thiết Ta. Lại có địa ngục tên là Tiết Sàng. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu. Lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lại có địa ngục tên là Thiết Nhẫn. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ. Lại có địa ngục tên là Lưu Quả. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt. Lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ. Lại có địa ngục tên là Thiên Cước. Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn. Lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng. Lại có địa ngục tên là Tránh Luận. Lại có địa ngục tên là Thiết Thù. Lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiếp Di có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Kiếu Quán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Niếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Quả Tượng, địa ngục Quả Cẩu, địa ngục Quả Mã, địa ngục Quả Ngưu, địa ngục Quả Sơn, địa ngục Quả Thạch, địa ngục Quả Sàng, địa ngục Quả Lương, địa ngục Quả Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Quyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Quả Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Quả Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế, chúng sinh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết, đều có quả báo giàu đến mấy muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục. Trong mong nhân giả tạm nghe lời đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này được nghe lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chúng địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ già xoa ăn,
hoặc có địa ngục giặt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập dây lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục, với trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm dời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức quay thần của Đức Phật, và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả, thời cùng kiếp nói cũng không hết.